Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền ước tính hàng chục tỷ đồng. Chống thất thu thuế từ hoạt động bán hàng livestream. Tác động của các chính sách mới trên sàn thương mại điện tử. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Hôm nay Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm đấu thầu đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, gọi tắt là Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc Công ty AIC, Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, Trần Đăng Tấn, Trưởng Văn phòng Đại diện AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh bị xét xử về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Dương Hoa Sô, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh bị xét xử về tội nhận hối lộ. Bà Trần Thị Bình Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và ông Phan Tất Thắng, Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cùng bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, tháng 7 năm 2014, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt dự án mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm. Do có quen biết từ trước, bà Nhàn đã gợi ý và được ông Sô chấp thuận sẽ tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia trúng các gói thầu cung cấp thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm. Sau đó, Nhàn chỉ đạo Hà, Tấn làm việc với từng cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo cho AIC và các công ty do AIC chỉ định được trúng thầu như đã thỏa thuận. Việc thông thầu của ông Sô và thuộc cấp đã giúp AIC trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 94,6 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7. Sáng ngày 10 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Nguyễn Minh Trung, chú tỉnh Sóc Trăng và Phạm Nguyễn Minh Tân, chú tỉnh Vĩnh Long để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối năm 2019, vợ chồng người đàn ông trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có nhu cầu bán hai căn nhà trên đường Tiểu La và Tôn Đức Thắng nên đã đăng thông tin lên mạng xã hội. Đến tháng 5 năm 2020, thông qua môi giới, ông này gặp được Trung và thỏa thuận giá bán hai căn nhà trên là 56 tỷ đồng. Trung đồng ý mua và tiền sẽ do một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Sóc Trăng bảo lãnh thanh toán. Khi vợ chồng người đàn ông làm thủ tục mua bán nhà với Trung thì có thêm Tân là đại diện cho bên thứ ba thuộc chi nhánh ngân hàng. Thỏa thuận xong, các bên đến văn phòng công chứng trên đường Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với hai căn nhà trên. Đồng thời Trung chuyển số tiền 1 tỷ đồng để vợ chồng ông này làm thủ tục sang tên hai căn nhà trên cho Trung. Sau đó, Trung cấu kết với Tân bán hai căn nhà cho người khác nhưng không thanh toán số tiền còn lại cho vợ chồng ông như đã thỏa thuận. Hiện vụ việc, vợ chồng người đàn ông làm đơn trình báo cơ quan công an. Trên 50.000 sản phẩm là mỹ phẩm kem đánh răng đã hết hạn sử dụng với tổng khối lượng trên 20 tấn đang được tẩy đét và in dập đét mới đã bị lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội phát hiện bắt quả tang. Lực lượng chức năng xác định chủ hộ kinh doanh là Lại Vũ Thắng, sinh năm 1988, trú số 58, ngõ 401, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 50.000 sản phẩm với tổng khối lượng trên 20 tấn hàng hóa là mỹ phẩm, dầu gội, kem đánh răng trẻ em do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu hết hạn sử dụng. Đặc biệt, lực lượng chức năng ghi nhận một lượng lớn hàng hóa là kem đánh răng trẻ em và nhiều mỹ phẩm đang được tẩy đét cũ đã hết hạn sử dụng và in dập đét mới với hạn sử dụng vài năm so với hạn sử dụng đã hết trước đó. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên. Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố Trần Văn Minh, Nguyễn Thành Công, Đào Mạnh Tuấn cùng chú thành phố Thái Bình về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng 4 năm 2024,
do có nhu cầu muốn quản lý một tài khoản cá độ bóng đá để tạo ra các tài khoản bán cho các con bạc cá cược thắng thua bằng tiền. Trần Văn Minh đã thuê một tài khoản bóng 88. Từ tài khoản của mình, Minh đã cung cấp cho Nguyễn Thành Công và Đào Mạnh Tuấn để trực tiếp tham gia cá cược các trận đấu bóng đá. Các đối tượng quy định cứ thứ hai hàng tuần sẽ tổng hợp kết quả thắng thua, thanh toán tiền thắng thua của tuần trước đó. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, tổng số tiền Trần Văn Minh đánh bạc với Nguyễn Thành Công, Đào Mạnh Tuấn là trên 550 triệu đồng. Thời gian gần đây, các địa phương trên cả nước liên tục bắt giữ được các đường dây cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô lớn. Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với lực lượng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền ước tính hàng chục tỷ đồng. Trước đó, lực lượng công an phát hiện trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hình thành một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, trang web www.bóng88.com với số tiền giao dịch ước tính hàng chục tỷ đồng. Sau quá trình thu thập các thông tin, tài liệu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng, Phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an huyện Tân Phú đã bắt giữ 12 đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Về cái thủ đoạn của các đối tượng hoạt động là lợi dụng cái không gian mạng, cho nên là các đối tượng nó sử dụng các cái thủ đoạn rất là tinh vi để đối phó với cái hoạt động điều tra và truy xét của cơ quan chức năng. Tuy nhiên bằng các cái biện pháp nghiệp vụ và phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều cái lực lượng, nên là chúng tôi đã truy vết và chúng tôi đã tiến hành đấu tranh triệt phá thành công các cái băng nhóm hoạt động cá độ đá banh. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cái đơn vị chức năng để ra soát và lên danh sách đấu tranh với các cái băng nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc ở trên địa bàn tỉnh và tiếp tục quyết liệt đấu tranh với cái loại tội phạm này để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc, gồm Nguyễn Vương Trung, Trần Bình Thành, Nguyễn Trí Thanh, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Minh Chiêu, Phan Văn Chấm, Huỳnh Thế Vinh, Trần Văn Hưng, Lê Đức Hân và Nguyễn Văn Hiếu. Theo điều tra ban đầu, từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay, các đối tượng cầm đầu đã mua tài khoản cá độ bóng đá với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau đó, các đối tượng phân bổ chia nhỏ nhiều tài khoản với hạn mức nhỏ hơn cho các đại lý khác nhau để tổ chức lôi kéo nhiều người chơi tham gia cá cược nhằm thu lợi bất chính. Em lấy trang của chị Ngân, trang bằng chị Ngân giao cho bên em. Em mua logo này thì em thích trận nào, thì em đánh vô trận đó. Cụ thể thì anh thua thắng hay là từ Euro như anh đã thắng được bao nhiêu lần? Dạ, em cũng không nhớ thắng thua bao nhiêu trận, nhưng mà em có chuyển cho chị Ngân là 32 triệu 500 ngàn. Qua thống kê, từ ngày 14 tháng 6 cho đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá nói trên đã lên tới hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc nói trên nhanh chóng ra trình diện trước cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất tại Liên minh châu Âu EU với tổng cộng hơn 11.000 tấn hồ tiêu được nhập khẩu vào khu vực này, trị giá hơn 48,5 triệu euro. Như vậy, hồ tiêu Việt Nam chiếm 61,5% tổng nhập khẩu mặt hàng này của khu vực. Tại thị trường trong nước, giá tiêu đang chứng kiến mức tăng chưa từng có trong 4 năm qua. Dự báo giá tiêu sẽ tăng mạnh trong những năm tới bởi áp lực nguồn cung thiếu hụt lớn. Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu EU tăng hơn 25% về lượng và 32% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm đã có hơn 40 doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá hơn 110.000 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó phát hành nhiều nhất là nhóm các tổ chức tín dụng, thứ hai là nhóm doanh nghiệp bất động sản. Khối lượng trái phiếu phát hành mới này chủ yếu được hấp thụ từ các nhóm nhà đầu tư tổ chức như các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, còn lại là các nhà đầu tư cá nhân chiếm rất ít, chỉ khoảng 5%. Cũng theo báo cáo này, các đợt phát hành mới có lãi suất bình quân 7,41% một năm, kỳ hạn trung bình khoảng 4 năm.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 18 về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó các quy định mới liên quan đến việc rút tiền qua thẻ tín dụng. Theo đó, đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày. Đối với thẻ tín dụng, tổng hạn mức rút tiền mặt tính theo số nhận dạng ngân hàng của thẻ tín dụng tối đa là 100 triệu đồng Việt Nam trong một tháng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Bán hàng livestream trên các nền tảng mạng xã hội đang trở thành xu hướng mới trong kinh doanh trực tuyến. Nhiều phiên livestream được thông báo có doanh thu lên tới vài chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Thế nhưng việc nộp thuế như thế nào, đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất xứ ra sao vẫn là một vấn đề nan giải. Ghi nhận của phóng viên Bản tin Kinh tế và Tiêu dùng. Thời gian gần đây, chị Tiên cũng như nhiều người tiêu dùng có xu hướng sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok để tham gia vào các phiên livestream mua bán hàng hóa. Tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi thì mua hàng theo hình thức này cũng tiềm ẩn rủi ro. Em cũng có rất là băn khoăn, đó là không biết là cái doanh thu ở mà các người bán hàng công bố là liệu nó có xác thực hay không, và cái chất lượng của những cái hàng hóa đó như thế nào. Thì em bản thân là người tiêu dùng thì em cũng dùng thử rồi và cũng có những chất lượng hàng hóa thì không đảm bảo như những lời mà những người bán hàng nói. Và liệu thì em cũng có một cái thắc mắc là không biết là cái trách nhiệm của những người bán hàng đó như thế nào và trách nhiệm của họ đối với nhà nước là như thế nào, ví dụ như về đóng thuế. Và đây là một cái băn khoăn không có lẽ là không chỉ riêng em mà cả những người tiêu dùng khác cũng họ cũng sẽ có những cái thắc mắc tương tự. Không chỉ những người kinh doanh nhỏ và vừa mà các thương hiệu lớn cũng tham gia livestream. Trên thực tế, livestream bán hàng đang trở thành xu hướng bùng nổ, mang lại doanh thu lớn cho người bán và cả người được thuê livestream. Thế nhưng, điều mà lâu nay nhiều người quan tâm là thu nhập lớn, các cá nhân đóng thuế bao nhiêu thì không ai hay. Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, bình quân mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream từ hơn 50.000 nhà bán. Theo quy định, người bán hàng online sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân nếu có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên. Tuy nhiên, loại hình này đối mặt với nguy cơ càng phát triển, thất thu thuế càng lớn. Môi trường và mạng xã hội thì nó tương đối là rất là rộng mà khó quản lý và kiểm soát được hết. Đấy. Và nếu như mà các cái đối tượng mà livestream mà họ không có chủ động mà kê khai rồi nộp thuế theo quy định pháp luật thì cũng khó mà quản lý rồi khó mà điều tra mà phát hiện ra để mà truy thu cái khoản thuế này. Có thể thực hiện theo cái hướng là mình có thể là mình tăng cường điều tra, mình kiểm tra, mình rà soát đối với các cái đơn vị cung cấp cái nền tảng của cái dịch vụ livestream, ví dụ như là Facebook hoặc là TikTok. Bên cạnh đó thì mình sẽ tăng cường kiểm tra đối với các cái đối tác là cái bên thứ ba khác, ví dụ như là các cái bên để mà sản xuất ra cái sản phẩm đó là thứ nhất. Cái thứ hai là các bên vận chuyển đưa cái sản phẩm đó tới tay người tiêu dùng thì mình có quản lý qua cái hình thức này được. Về quy định thì tất cả các người kinh doanh, cho dù thương mại điện tử hay thương mại truyền thống đều phải đăng ký với cơ quan thuế. Tuy nhiên thì trong cái quá trình rà soát chúng ta phát hiện cũng nhiều trường hợp là chưa thực hiện đúng cái nghĩa vụ của cái việc đăng ký kinh doanh, thì cơ quan thuế các cấp sẽ thực hiện tuyên truyền và cũng sẽ xử lý theo quy định pháp luật nếu như có cái vấn việc về vi phạm trong vấn đề về kinh doanh trên cái sàn thương mại điện tử mà không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật. Hiện Việt Nam tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất Đông Nam Á với doanh thu 20,5 tỷ đô la Mỹ và sẽ đạt 30,5 tỷ đô la Mỹ vào năm sau. Để chống thất thu thuế và tạo môi trường kinh doanh công bằng trên thị trường số, việc thanh kiểm tra đối với hoạt động thương mại điện tử cần thực hiện quyết liệt thường xuyên với các chế tài xử lý nghiêm khắc, tránh theo kiểu phong trào chiếu lệ như trước đây. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong Kinh tế Phương Nam. Kính chào quý vị đang theo dõi Kinh tế Phương Nam. Thưa quý vị, theo quy định tại Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, xe mô tô xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải. Theo Điều 42 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm tra theo quy định. Việc chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng do đăng kiểm viên của cơ sở đăng kiểm thực hiện và được cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định theo quy định.
Bộ Giao thông Vận tải quy định về trình tự thủ tục kiểm tra đánh giá để cấp mới cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kiểm định miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định về trình tự thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ít xảy ra các trường hợp va chạm trong thời gian chuyển pha tại các nút giao đang thí điểm bỏ đèn giao thông đếm ngược, tình trạng bấm còi hối thúc giảm rõ rệt. Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có khoảng 1.200 chốt đèn tín hiệu giao thông xanh, vàng, đỏ. Trong đó có 216 nút giao thông có lắp đặt tủ giao thông thông minh kết nối về Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị để theo dõi, giám sát, điều khiển từ xa. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ứng dụng công nghệ trong giám sát và điều khiển giao thông, cho phép truyền tải dữ liệu thực tế từ các nút giao về Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, từ đó tính toán điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu sao cho phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế. Theo đó, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phương án thí điểm bỏ đèn giao thông đếm ngược tại một số giao lộ. Qua theo dõi tình hình giao thông trên hệ thống camera giám sát, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ít xảy ra các trường hợp va chạm trong thời gian chuyển pha tại các nút giao đang thí điểm bỏ đèn giao thông đếm ngược. Đồng thời phương tiện lưu thông ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại khu vực giao lộ, tình trạng bấm kèn, còi xe hối thúc giảm rõ rệt khi dừng chờ đèn đỏ. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải cho rằng đây chỉ mới là đang thí điểm. Trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá các số liệu được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát giao thông tại các giao lộ, đồng thời tham khảo kinh nghiệm của các nước và ý kiến của các chuyên gia giao thông để có tính toán thêm các phương án cảnh báo phù hợp nhất. Trong những ngày vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc làm cho cây xanh ngã đổ vào dây điện, trạm điện, gây mất điện và ảnh hưởng tới an toàn hệ thống lưới điện và nguy cơ xảy ra tai nạn trong nhân dân. Để đảm bảo phòng ngừa những tai nạn cháy nổ điện có thể xảy ra, ngành điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tăng cường để đảm bảo an toàn và vận hành ổn định trong mùa mưa bão. Thống kê trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có 234 vụ cháy xảy ra. Trong số đó có khoảng 2/3 vụ cháy liên quan đến nguồn điện. Trong số vụ cháy do điện, chủ yếu tập trung rơi vào hộ nhà ở và nhà ở kết hợp kinh doanh. Trước tình hình thời tiết miền Nam vào mùa mưa bão, ngành điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tăng cường các công tác đảm bảo an toàn điện, nỗ lực kéo giảm tai nạn, sự cố chập cháy cũng đã được điện lực thành phố triển khai rộng khắp địa bàn. Trong đó thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn đúng cách vào tầng phía sau đồng hồ, công tơ điện. Thì hiện trạng bây giờ là cái dây điện là đang trực tiếp ở trên cái đường kim loại để gây ra rò rỉ rất là nguy hiểm đó. Chẳng hạn như ở đây cũng vậy, chúng bây giờ là thực tế là nó không có được gọn gàng, dây điện nó chưa có được hoàn thiện trong cái đường ống, thì nghe mấy anh đã tư vấn thì mình sẽ đi vô trong đường ống cho nó đừng bị rò rỉ và không bị con này con kia cắn. Trong mùa mưa bão, thường xảy ra các trận mưa lớn kèm dông, lốc xoáy, sét đánh, gió giật mạnh, làm cây xanh, công trình kiến trúc đổ ngã vào lưới điện, cột điện, gây ra sự cố mất điện diện rộng và có thể kèm những tai nạn cháy nổ điện. Các chiến dịch như tỉa cành, mé nhánh nhằm ngăn chặn cây xanh ngã đổ vào đường điện được triển khai sớm trước mùa mưa. Đường điện thì an toàn rồi, cây cũng tạm ổn, mà có cái đường cáp mạng lên cho đi riêng chứ đi chung thì nó ảnh hưởng lắm. Dạ, vì sao? Có thể là nó gây ra cháy chập rồi này kia. Mất mỹ quan nữa. Nên đi riêng đường dây của điện lực. Thường xuyên bảo trì đối với hệ thống điện, gia cố kết cấu móng trụ, trạm điện tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, nâng cao các tủ điện, trạm điện ở khu vực thường xuyên ngập nước.
củng cố hệ thống điện nối đất an toàn, thay thế các trụ sắt bằng trụ bê tông, thay thế các thiết bị vận hành lâu năm không đảm bảo an toàn để ngăn ngừa rò rỉ điện, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ ngầm hóa lưới điện, tăng cao mức độ an toàn và tạo mỹ quan đô thị. Là đã nâng lên rồi, đồng thời là bản thân cái tủ này nó đã cách so với mặt đường là một đoạn khá là cao nữa. Đó, thành ra là về mặt an toàn là gần như là rất là an toàn. Cái công trình này là đang thực hiện triển khai ngầm hóa, đó thì cái này là tủ này hiện nay là đang chưa có điện, đó trong tương lai thì mình sẽ kết nối cái lưới hiện hữu này vào cái hệ thống lưới ngầm này và mình tháo dỡ cái lưới nổi này ra, đó là đảm bảo là cái điện này đây là vận hành an toàn. Bản đồ này là toàn bộ hệ thống đường điện, trạm biến áp được vận hành, kiểm soát hoàn toàn bằng điện tử. Mọi biến động bất thường ở bất cứ vị trí nào trong dân cư đều tự động báo về trung tâm. Lập tức các quyết định xử lý được đưa ra. Trong hoạt động vận hành cung cấp năng lượng điện cho các hộ dân sinh hoạt, sản xuất, còn phải song song với công tác đảm bảo an toàn lưới điện, phòng ngừa và xử lý sự cố rò rỉ, ngập nước, cháy nổ. Công tác này cũng phải thực hiện theo dõi liên tục 24/24, đặc biệt là ứng phó với tình huống khẩn cấp như đứt, gãy dây điện, cột điện, tai nạn điện và các vụ cháy nổ. Tuy nhiên, các trưởng ca sẽ tiếp nhận và phân nhìn trên sơ đồ và phân công anh em đi xử lý sự cố. Bên trên đây là màn hình dash, chúng ta có thể hình dung là chúng ta có thể quan sát tổng thể toàn bộ những cái sự kiện đang xảy ra trên hệ thống và nhìn được là hệ thống đang vận hành như thế nào. Thì có thể ví dụ một sự kiện cháy nổ đi, bên ngành điện nhận được thông tin từ phòng cháy chữa cháy báo là vị trí đó là có cháy nổ thì hệ thống một là sẽ tự động thấy sự cố thì sẽ cách ly để thực phục phòng cháy chữa cháy, không thì các anh em sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý là cô lập cái lưới điện ở chỗ đó để phục vụ phòng cháy cháy. Sau khi hoàn tất phòng cháy cháy thì các anh em sẽ xin tín hiệu và bắt đầu đóng cách lại để đảm bảo là khôi phục vận hành cấp điện cho cái khu vực mất điện. Trên đây chúng ta có thể nhìn thấy được từng vị trí, từng cái trạm. Khi mà có sự kiện xảy ra thì trên đây sẽ có tín hiệu cảnh báo đó xảy ra. Và tương tự như vậy, trong trường hợp mà mưa lụt, mưa bão thì có thể là mình nhận thông tin tiếp nhận thì mình sẽ điều khiển thao tác từ xa là cô lập cái đoạn đó để tránh mất an toàn trong nhân dân. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đã thống nhất danh mục 11 tuyến xe khách cố định từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương và ngược lại di dời sang bến xe miền Đông mới. Việc di dời 11 tuyến vận tải khách cố định được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương họp bàn thống nhất từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam cập nhật điều chỉnh danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Bến xe miền Đông mới có diện tích hơn 16 ha, tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng và đưa vào khai thác từ tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động, dù các cơ quan đơn vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp, nhưng lượng khách đi lại tại bến xe miền Đông mới chưa đạt như kỳ vọng. Số lượng các xe tuyến liên tỉnh hoạt động còn khiêm tốn vì ít khách. Một trong những nguyên nhân khiến bến xe hoạt động chưa hiệu quả là nằm xa trung tâm, trong khi tình trạng bến cóc xe dù vẫn còn hoạt động nhiều. Ngoài ra, thói quen đi lại đến bến mới chậm hình thành, hạ tầng giao thông quanh bến xe miền Đông mới chưa hoàn thiện. Các loại hình giao thông công cộng lớn như tuyến metro số 1 đến nay vẫn chưa xong nên chưa thể kết nối với bến xe. Tại buổi hội nghị khách hàng để đánh giá tình hình hoạt động và tìm giải pháp gỡ khó, hút khách vào tháng 4 năm 2024, các nhà xe cũng đã đề nghị bến xe miền Đông mới cần nâng chất lượng và có các chính sách để thu hút doanh nghiệp vận tải và hành khách. 50 sản phẩm ô cốp đặc thù của tỉnh Ninh Thuận đã được trưng bày quảng bá tại chương trình chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại phát triển xuất nhập khẩu khu vực miền Trung. Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, có 7 doanh nghiệp tham gia trưng bày tại Hội nghị Xúc tiến Thương mại phát triển xuất khẩu khu vực miền Trung. Đây là chuỗi sự kiện với các hoạt động như tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, hợp tác xã, hội nghị kết nối giao thương và phát triển xuất nhập khẩu khu vực miền Trung, trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu có tiềm năng xuất khẩu của các địa phương, hội thảo tư vấn hợp tác cung ứng sản phẩm vào hệ thống Ecofarmart và bán hàng trên trang thương mại điện tử. Hội nghị giao thương có sự tham gia của đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại của 20 tỉnh, thành và hơn 200 đại biểu là tổ chức, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại hội nghị, tỉnh Ninh Thuận có 7 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trưng bày hơn 50 mặt hàng là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh như nho tươi, táo tươi, măng tây, các sản phẩm chế biến từ nho, táo, nha đam, măng tây, rong sụn, mũ trơm, đũa gỗ.
Có thể thấy thương mại điện tử đang là mảnh đất kinh doanh màu mỡ, cùng với đó là sự cạnh tranh hết sức khốc liệt. Người mua hàng có thể đổi trả sản phẩm trong vòng 15 ngày, người bán phải chịu phí vận chuyển, hay người mua có thể hủy đơn hàng khi đang ở trạng thái giao hàng. Đây là loạt các chính sách mà các sàn thương mại điện tử vừa thay đổi để nâng cấp trải nghiệm dành cho người tiêu dùng, cũng như là để tăng những chất lượng của sản phẩm và dịch vụ từ các nhà bán hàng. Phóng sự này cũng khép lại Kinh tế Phương Nam hôm nay. Anh Quốc Phong thường xuyên dành mỗi ngày hơn một tiếng đồng hồ để lướt các trang thương mại điện tử để mua sắm, và hơn 90% đồ dùng là mua online. Vì thế, khi anh biết được các chính sách bán hàng thay đổi như cho phép đổi trả hàng thời gian dài ngày, thì rất đồng tình. Mặt hàng thời trang mình cần phải có việc gọi là bảo quản cái sản phẩm của mình, và nó có việc đổi trả. Tại vì khi mình mua về, lỡ mình có bị hư hỏng vậy, mình còn có một cái chính sách dự phòng để mình đổi trả. Nhà bán thực phẩm này cho biết khi các chính sách bán hàng mới áp dụng thì có chút lo ngại, nhưng vẫn chủ động hoàn thiện lại khâu bán hàng để đảm bảo vận hành. Mặc dù khả năng hủy đơn có thể tăng, phát sinh thêm chi phí, nhưng bù lại nếu cung cấp sản phẩm chất lượng thì người mua sẽ tin tưởng, từ đó đặt hàng nhiều hơn. Mong muốn sự trải nghiệm của khách hàng là tuyệt đối, cho nên là tụi em cập nhật và cảm thấy nó rất là tốt, và khách hàng có thể tin tưởng những nhà bán hàng online như tụi em một cách tuyệt đối hơn. Tụi em sẽ có một cái quy trình mới hơn, nâng cấp tụi em lên hơn và đem cái sản phẩm của tụi em trao đổi và gửi gắm đến khách hàng nhiều hơn. Hiện nay, các sàn đã nâng cấp nhiều chính sách theo hướng kéo dài thời gian đổi trả hàng hóa, cập nhật một số biểu phí mới và tính năng mới giúp tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm. Thậm chí, một số sàn không chỉ cho phép đổi trả hàng hóa trong 30 ngày, mà còn hỗ trợ đổi trả trong 365 ngày cho các sản phẩm lỗi thuộc một số danh mục. Tuy nhiên, để tránh việc người mua trục lợi từ các chính sách mới như bơm hàng, thì cũng cần công cụ bảo vệ người bán. Sử dụng công nghệ để có thể là dễ dàng truy ra dấu vết những cái tài khoản liên quan với nhau như vậy, để có thể là xử lý hàng loạt những tài khoản như thế, để mà hạn chế những rủi ro cho những nhà bán chân chính. Và cuối cùng, doanh nghiệp sẽ cần xem rủi ro này là một phần chi phí, so sánh với cái chi phí nhận được khi mà chúng ta triển khai những cái dịch vụ có lợi đó, để chúng ta tăng cường thu hút nhiều khách hàng hơn. Theo các chuyên gia, bài toán quản lý lợi nhuận của gian hàng cần phải làm thật chặt chẽ, tận dụng lợi thế của sàn, tiếp người dùng online để tìm các giải pháp tồn tại và phát triển đường dài. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.